Người đã tới số rồi. Khoan, đừng giết. Người này giả mạo thái hậu để chiếm phục hoàng cung, sau lưng chắc có âm mưu rất lớn. Ta tha chết cho bà, để cho Khang Hy ăn ngủ không yên cũng được. Ngươi ở lại hoàng cung canh chừng con tiện tỳ này, đừng sợ nó nữa, võ công nó đã mất rồi. Tiểu Bảo, đi. Công chúa. Khang Hy nói Vĩnh Bất Gia Phụ, bốn chữ này đã viết lên đây rồi. Cô còn nói nữa, nếu như cô giết chết tiểu quyền tử, người Mãn Châu khác sẽ ngồi lên long mạch đó, chắc còn thê thảm hơn nữa. Không chừng là làm thêm một lần Dương Châu thập nhật gia đình tam đồ. Nghe nói có băng đồ bên trong, cũng không biết có thật vậy hay không. Đem thao nước qua đây. À, nè. Bí mật toàn là ở trong bìa của cuốn sách. Hey, sư thái lần này giàu to rồi. Theo tôi nghĩ đừng có phục quốc phục nước làm cái gì hết, cứ đào hết những bảo tàng này ra, lấy về từ từ mà xài là hưởng tới già. Ngươi đừng đóng kịch nữa. Ngươi muốn ta chỉ đào bảo tàng, không đào long mạch phải không? Bộ tôi có nói hả? Tôi nói cô biết đào cũng được mà không đào cũng được, nhưng cô phải giữ lời hứa là không được quấy phá tiểu quyền tử nữa. Có một tri kỷ như ngươi chết cũng không oán. Khang Hy thật có phước. Chỉ cần cô đừng đào long mạch, tôi vẫn có thể làm tri kỷ với cô sống chết có nhau. Dù ta không giết Khang Hy, cũng phải làm cho quốc gia tan nát. Nếu không khi thác xuống thuyền đài, thì đâu còn mặt mũi nào gặp vua hoàng. Bộ vậy rồi em chuyện hay sao? Thanh triều sụp đổ cũng phải bầu người khác lên thế chứ, coi có ai làm hoàng đế. Không biết ai sẽ làm hoàng đế của triều sắp tới. Trời ơi, sao mà không biết? Nếu ai nói khác tiếng thì đừng cho làm hoàng đế. Thiên công, thiên công, người hãy sớm phù hộ sư thái họ hồi tâm chuyển ý, phóng hạ đồ đao, gả được ông chồng tốt và sinh được đứa con trai ngoan, khỏi phải suốt ngày lang thang khắp nơi khổ sở. Sư thái à, cô đừng có bao giờ tự giận nha. Tại sao ta phải tự tìm cái chết? Tôi sợ cô một lúc không suy nghĩ kỹ. Ta chết là tốt cho ngươi, ngươi có thể trở về bên cạnh Khang Hy tự do sung sướng. Trời ơi, cô tưởng tôi ở trong hoàng cung làm thấy dám sướng lắm hay sao? Hoàn cảnh bó buộc thôi, cô đừng coi Vi Tiểu Bảo này hèn hạ như vậy. Thì ra ngươi cũng có chút lương tâm. Nè,
lấy đi làm lộ phí rồi về Dương Châu. Làm cái gì vậy? Đứng dậy đi. Tôi không lấy bạc của cô. Không lấy thì cũng được, đâu cần phải khóc. Tôi không có cha mẹ, không ai dạy dỗ, không ai thương tôi, làm tôi không còn biết cái gì đúng là cái gì sai nữa. Sư Thái à, thật ra tôi muốn nói lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa có dám thổ lộ. Cô là mẹ tôi có được không? Nói bậy, ta đã xuất gia không làm mẹ ngươi được. Cả cô cũng không thương tôi, bắt tôi trở về hoàng cung đi làm nô bọc, làm thái giám. Tôi chết rồi. Ngươi làm gì mà khổ tâm quá vậy? Mặc kệ tôi. Ây da, cô hả? Tôi sẽ nghe lời cô. Ây da. À ô, ngừng tay. Ồ, vậy là tôi biết tên cô rồi. Tên của cô là Ồ. Ồ. Sư phụ, tên này cứ hiếp đáp con hoài à. Người giết nó giùm con đi, để cho con đổi tức à. Ồ, thì đã bả là sư phụ của cô à. Hey, vậy là tốt rồi, mai sau mình là người một nhà. Tôi cũng đang muốn nhận sư phụ cô làm mẹ ghẻ đó. Nói bọc, nói bậy. Con muốn chết, nhưng con không chết được. Họ còn bắt con đi Thiếu Lâm Tự, không cho con về. Ta nghĩ chuyện này không phải là lỗi của Tiểu Bảo. Sư phụ, tại sao chúng bay gan như vậy lên Thiếu Lâm Tự đánh người? Tiểu Bảo có lỗi, người cũng vậy. Hai người đang bị đánh. Nó hẹn con mai mốt gặp lại đó. Ta nghĩ chuyện này Tiểu Bảo cũng vô ý. Vả lại nó là thái giám, không sao đâu. Nè, con đã đánh nó sưng mặt sưng mày, vậy thì hãy què với nhau đi. Con không muốn nhìn thấy mặt nó nữa, kêu nó về đi. Quả thật con ghét nó, không muốn gặp nó nữa. Tiểu Bảo. Dạ. Sau này ngươi đi theo ta. Dạ, cảm ơn sư thái. Sư phụ, con không muốn nhìn nó nữa mà. Tiểu Bảo thật là siêng năng, mai mốt chúng ta ra ngoài, ta nghĩ có nó cũng tiện. Con đi nghỉ đi, sáng mai dậy sớm tìm sư tỷ. Hôm đó ở Thiếu Lâm Tự bị lạc rồi, không thấy sư tỷ đâu cả. Chứng gần là nó hại chết đó. Không phải đâu sư thái, không có chuyện này đâu. Ui da. Làm gì vậy? Có con mũi lớn. Như vậy nè, hôm đó tôi thấy cô nương ấy đi theo hoàng tử Mông Cổ và một nhóm phiên tăng. Trong đám đó có một người là tổng binh của Ngô Tâm Quế đã đi khỏi rồi. Kiana đâu? Không ngờ nó đi chung với những lão tặc của Ngô Tâm Quế. Chắc là vô tình gặp những người đó thôi, chứ họ không có ý gì đâu. Bất cứ gia nào ta không kiếm họ về đây, chỉ dạy họ mới được. Về việc này cứ để cho tôi làm, sự thấy yên tâm đi. Cảm ơn nhiều nha, tôi phải vào trong nghỉ ngơi. Ngươi làm giùm ta, đáng lẽ ta cảm ơn ngươi, sao ngươi lại cảm ơn ta chứ? Một là sư thái không che thằng đầu bọc này, hai là tôi có thể ngày đêm ở bên cạnh cổ. Thật là vui lòng biết mấy, cho nên tôi phải cảm ơn cô. Sư phụ, nó gạt người đó, lòng nó không có tốt đâu, nó còn muốn. Sư phụ ngươi không có của cải, có gì cho nó gạt. Tuy rằng giang hồ lòng người hiểm độc, nhưng ta và Tiểu Bảo đi chung nhiều ngày, tính tình của nó ta rất hiểu.
Cái gì thật, cái gì giả? Không lẽ ta không biết hay sao? Sư Thái à, tôi trở về phòng nha. Cô là người rộng lượng, đừng giận tôi nha. Lần trước tôi chỉ lỡ tay mà thôi. Tôi thề nếu lần đó tôi có ý làm bậy bạ đó hả, xin trời cho tôi kiếp sau làm con rùa đen. Tôi buồn quá, đi chơi với tôi nha. Được. Không bắt được rồi, không bắt nữa đâu, hết hơi rồi. Cô đi bắt đi, bùm bùm dành cho con gái đó. Bắt đi, bắt đi. Có cái gì mà bắt? Người to như quỷ vậy, giống như khùng à. Không bắt thì không bắt, làm gì mà giận vậy? Hùng cái trước chứ. Phong cảnh gì mà đẹp quá vậy? Từ nãy giờ mình chưa thấy à. Có cái gì mà đẹp? Gạch cỏ dính một chùm à. Nhưng mà vậy, cái đẹp của nó là chỗ khá yên tĩnh, làm cái gì cũng không ai biết á. Cô nói đúng à, nhìn kỹ lại đó thấy ghê như là cái mã. Người chơi xong chưa? Chơi rồi thì cút đi. Ê, hồi nãy còn thấy vui vẻ mà chơi, sao bây giờ lại nổi nóng lên vậy? Tôi nhịn cô đó nha. Dù ta có giết chết người, sư phụ cũng sẽ không biết đâu. Cô cũng ác độc thiệt, nghĩ ra cái mưu kế dẫn tôi lại cái chỗ này để mà giết tôi không cho ai biết phải không? Ngươi không muốn thành ma thì lập tức đi khỏi đây. Khó lắm, dù có chặt tôi 90 khúc tôi cũng không đi đâu. Mày không đi, đừng trách ta độc ác. Cô lúc nào cũng nói tôi ác ôn hết hả? Quen rồi. Ê, sư Thái, cứu tôi với. Chuyện gì vậy? Sư phụ, nó Ê, bỏ đi, ở cô nương chỉ chơi với tôi thôi. Ê, ở cô nương. Đột ngột. Mai mốt nếu ảo có đánh người, người nói liền cho ta biết, ta sẽ dạy bảo nó. Sư Thái à, ra đi. Đây, tôi không có muốn vậy. Ngươi vui rồi chứ? Tôi không biết cô sẽ đánh cô. Hay là như vậy, mai mốt dù cô có đánh tôi đau cách mấy, tôi cũng không báo cho sư Thái biết. Cô muốn giết tôi hả? Nè, Tiểu Bảo. Hả? Những lời ngươi mới nói phải nhớ kỹ nha. Hey, sao ngươi lẩm cẩm quá vậy? Đi mà không dòm đường. Nè, đứng dậy. Sao rồi, có đau không? Đỡ Tiểu Bảo đi. Không biết có gãy không nữa nè. Đừng có trách đây nha, lần này là dính rồi đó. Ây da!
Làm cái gì vậy? Đau quá, cái chân tôi đau quá. Dạ dạ dạ, dạ mời uống miếng nước này. Dạ, ngon quá. Dạ, đây nè. Cho tôi thêm cái trà lá đi. Được quá. Dạ mời uống trước. Uống trà đi. À, hôm nay mình khác chứ, quán làm. Ly nước đi ha, đi. Uống trà nóng mới ngon. Uống đi mà. Cho mình trà đi. Dạ được, được, được. Sao nhìn đâu không vậy? Uống trà uống nóng mới ngon. Đau quá là... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chết rồi. Một ngày thì bầm 12 chỗ. Nếu mà theo nó một vài tháng, chắc sẽ bầm hết cả người á. Đúng đó. Muốn chạy thì phải chạy sớm. Nhưng nếu mà mi không rời khỏi đây, ta cũng không cần giữ giới nữa. Hãy mua sẵn thuốc bầm đi. Không sao cả, không sao cả. Chỉ cần ó cô nương á, lâu lâu mà liếc tôi một cái á hả, thì tôi không cần phải mua bao nhiêu thuốc bầm hết á. Ta chưa từng thấy người đàn ông nào da như người vậy đó. À, tôi cũng chưa thấy cô gái nào mà đẹp như cô vậy. Con bà nó. Bà nhịn mi đó. Cái khổ nhục kế kỳ này mà không được nữa hả? Ta nhận mi làm con mẹ ghẻ. Cậu làm gì vậy? Tôi muốn rợ mông của cô một cái. Ấy giờ rờ cái gì chứ? Cái gì mông của Tiểu Quyên còn đẹp hơn nhiều nữa. Đừng tay. Ơ con đừng đừng sợ. Trời ơi. Không sao cả. Sao không? Cảm ơn công tử. Đừng khách sáo. Đã biết võ công của mình dở thì đừng có đánh. Một lát sư phụ nhìn thấy là tưởng ta đánh người nữa đó. Đừng có đứng ở đây nữa. Tính gì con gái hả? Thằng ăn hại này còn đứng đây làm cái gì? Người ta đã cứu mà không nói cảm ơn, còn nói những câu khó nghe nữa. Sao không cốt đi? Ở đây muốn giật le hả? Ê, nói chuyện lưu manh hả? Thôi đừng thèm nói chuyện với nó nữa. Mình đi. Cô nương,
Xin chào. Chào, chào cái con ba nó. Ngươi đi chung với ta là mất mặt quá. Mày đừng đi theo ta nữa. Công tử, ngươi đừng giận nha. Người đó là gia nhân của sư phụ tôi. À, tới nơi rồi. Gặp lại sao? Chắc chúng mình không gặp được đâu. Ngày mai tôi và sư phụ phải đi rồi. Ông chủ, còn phòng nào tốt nhất không? Dạ, để tôi coi căn nào trống. Chúng mày còn mặt mũi tới gặp tao à? À, vậy mày muốn chúng ta đi hả? Đúng rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng tôi cũng đâu muốn giết chết Trịnh Vàng Kim đó. Đi 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 đi. Nếu muốn ta đi á, thì ngươi trả lại số tiền đó cho ta đi. Hả? Được. Nè, nhìn kỹ càng nè. Ở đây là 400 lượng. Đi 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 đi. Cho chúng bay hả? Ta đem liền xuống sông nó còn sướng hơn nữa. Đánh nó. Ê ê, chúng mày muốn cái gì vậy? Hả? Ê. Ai. Ây da, ây da, nhẹ tay một chút. Ây da, ây da, ây da. Hương chủ à, cái bọn nào mà dám đánh hương chủ như vậy chứ? Phải đó hương chủ, ông cứ nói hết ra đi. Người nào đánh ông tôi sẽ trả thù cho. Ê, giết hết chúng nó cũng vô ích thôi. À ó còn không lo cho tôi được nữa. Vậy ai là à ó vậy? Nếu mà cho tôi cưới được cổ á hả, giảm thọ 10 năm mà tôi cũng chịu à. Ồ, thì ra ngươi cũng vì đàn bà. Bỏ đi ông chủ à. Quốc gia nguy biến, nhi nữ thường tình, dẹp quan bên đi. Đừng suy nghĩ những chuyện vô ích nữa. Tối nay lại đây tham gia sắc quế đại hội đi. Tôi không quan thịt rùa đâu. Nếu có nấu thịt cày thì chừa cho tôi. Ông chủ à. Nè, ông chủ à, không phải là sát quỷ đâu, là sát quế đại hội. Là Ngô Tam Quế cái thằng ăn hại đó mà. Ngô Tam Quế? Tối nay các môn phái ở đây tập hợp, liên minh thương nghị làm sao đối phó cái thằng Ngô Tam Quế phản tặc đó. Thiên địa hội chúng ta ba người thay phiên hương chủ lần này có cơ hội làm minh chủ à. Không được, không được. Anh em đâu phải chưa thấy võ công của tôi. Giết chó còn không được á, đừng nói chỉ giết người. Thôi không được, mình đi uống trà đi. Mình đi uống trà. Ê, viên chủ à. Trần cô nương, à Trần cô nương, tối nay có rảnh không vậy? Chuyện gì vậy? Tối nay Nam Dông nhạc Nga Miễu có sát quế đại hội nữa. Tới giờ các môn phái các anh hùng cũng sẽ đi. Cô có thì giờ thì đi coi nha. Sát quế đại hội là cái gì vậy? Tối nay vào lúc nửa đêm, nếu cô có rảnh thì đi coi nha. À ô, sư phụ, dưới này là Trịnh công tử. Lúc nãy ngoài đường con gặp đám lưu manh, nhờ ông cứu con đó. Chuyện nhỏ nhặt này không đáng nhắc đến. Suốt ngày ra ngoài làm quen với những người vô dụng thì giờ đó tập võ có phải tốt hơn không? Tiểu Bảo đâu? Có phải người giết nó không? Cho con đi đi. Con này thật khó dạy, chẳng chịu ngồi yên. Một lát lên Thiếu Lâm tự đánh người ta, một lát ra ngoài quen với những người vô dụng. Tiểu Bảo,
Ngươi làm gì vậy? Đi chơi vòng vòng. Sư phụ, im đi. Giết người hay giết rùa cũng được, thích đi thì cứ đi, đi rồi thì đừng trở về nữa. Cái gì mà giết rùa giết chó vậy? Nè, nó ra ngoài đánh lộn quen với một người họ Trịnh, rủ nó tối nay đi tham gia cái gì sát quế đại hội. Đi đâu vậy? Con về phòng. Coi chừng nó giùm ta, đừng để nó ra ngoài. Theo tôi làm cái gì? Sư phụ cô nói sợ cô lén ra ngoài kiếm thằng Trịnh con rùa, nên kêu tôi ra coi chừng. Ê! Thằng con rùa này, lần này mà mi không chết á thì ta nhận mi làm cha ghẻ. Muốn đi tham gia sát quy đại hội đó hả? Thì đừng có làm thức sư phụ nha. Ê, 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 cô đợi tôi với. Lẹ lên, gần tới giờ rồi. Cần gì phải chạy, bộ trễ một chút là bị giám đầu hả? Đại hội này rất là khó mà nhìn thấy được. Thôi đi, cô muốn đi gặp Trịnh khắc sản chứ gì, bộ tôi không biết sao. Phải cũng được, không phải cũng được, mắc mớ gì tới người. Đúng là ngươi à? Ngươi đi theo ta. Chuẩn bị ở đây chờ ta nghe. Dạ. Ngươi cũng lên nhà Nga Miễu à? Vậy tôi thống Quý công công đã bị người ta bắt rồi. Bây giờ không biết ở đâu nữa. Hoàng thượng kêu tôi đi kiếm ổng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa kiếm ra. Hiện giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Nhưng hôm nay tôi biết được có nhiều người tụ tập ở nhà Nga Miễu, có ý làm phản đó. Thu hợp lần này là muốn nói phó với hoàng gia ta. Hoàng gia ta nhận được mật báo, phái ta đi điều tra. Nếu ngươi đi thì ta có đi, ta còn phải đi kiếm Quế công công nữa. Phải rồi, ta làm xong việc này thì ta sẽ đi tìm Quế công công. Vậy cảm ơn nghe. Xin chào. Xin chào. Tối nay các vị tụ tập ở đây, các vị cũng biết một chuyện là sao còn thấy tàu Trịnh khắc sản gì kìa? Phản đối tướng quân Ngô Tam Quý. Bây giờ anh hùng của 18 tỉnh đã tới đủ, chúng ta hãy bầu một người làm minh chủ của tỉnh, dự bị mai sau để dễ liên lạc. Còn phải bầu một tổng quân sư để ngoại giao với đảng khác. Ông tổng quân sư này tốt nhất là bầu tổng đại chủ của Thiên Địa Hội, là Trần Cận Nam tiên sinh đảm trách là tốt nhất. Được, rất là tốt. Trần Cận Nam thiên phúc vĩnh hưởng, thọ dự thiên tài, có họ lãnh đạo đó chắc chắn sẽ giết được Ngô Tam Quế dùm chúng ta nè. Đúng không chúng mày? Nói đi, đúng hay không hả? Nói đi. Đúng. Các vị cũng không ai phản đối, vậy chúng ta nhất định phải bầu Trần Cận Nam tiên sinh làm quân sư chúng ta. Có ai phản đối không? Không. Vậy là cứ làm như vậy, làm đúng như vậy đi. Có ai phản đối không? Phản đối.
công tử đây là? Tại hạ là Trịnh Khắc Sản, con thứ hai của Đài Loan Trịnh Hoàng. Xin chào các vị anh hùng. Ê, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Ê, ê, tỉnh dậy. Nè, người đó đã tới rồi, dâm tặc đã tới rồi kìa. Mẹ Duyên ông chủ, tôi coi chuyện này. Coi cái con bà đó. Thằng dâm tặc đó dụ dỗ gái lương thiện. Tụi này chúng ta nhất định phải xử tội nó. Tôi nhận được lệnh, hãy xử tội nó. Trần Cận Nam chỉ là một vị gia tướng của Trịnh thị. Họ có bao nhiêu tài cán tôi đều biết rõ. Họ không xứng. Đúng rồi. Chức vụ tổng quân sư này trách nhiệm rất lớn, không phải tầm thường. Sư phụ tôi, đại tướng quân Hùng Tích Phạm, võ công cao cường, vô địch thiên hạ. Chức vụ này cho ổng đảm trách là tốt nhất. Đúng rồi. Lão anh hùng, người có ý kiến gì không? Trịnh công tử, xin tha thứ cho tại hạ. Chức vị tổng quân sư này phải là tổng đà chủ của Trần Cận Nam đảm trách mới được. Ê, đúng rồi, nhất định phải là Trần Cận Nam mới được. Đúng rồi. Tới bây giờ mới gặp ha. Chứ giờ thiếu nợ không trả hay sao hả? Ở cái diện mà lấy mượn tiền xài rồi không trả sao hả? Trả đi chứ. Trả đi. Trả đi mà, thiếu nợ. Ai thiếu nợ mấy người? Ây da, mươi muốn không nhận à. Hôm qua ở kỷ viện, vừa hút thuốc tay phải ôm một cô nàng, tay trái kẹp một nàng. Mi còn nhớ tên chúng nó không hả? Nhớ tên không? Nhớ sao không nhớ, một cô Tiểu Thiết, một cô Tiểu Ngọc, còn chối gì nữa. Lưu lắm nè. Đừng có ăn nói tầm bậy à, tôi dậy mày lên đó hả? Hôm đó là Mi một lượt ôm hai cô, còn đánh bạc với bạn bè nữa. Trời, thua 2.000 lượng bạc, còn kêu tôi mượn thêm 3.000 lượng nữa. Giết người thì phải đền mạng, thiếu tôi 10.000 lượng. Phải rồi, mượn mạng. Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tổng cộng thiếu chúng tôi 10.000 lượng. Đẻ ra lên. Tiến lên. Con đâu? Không phải chuyện của cô thì đi ra. Mặc kệ nó đi mà, cái thằng công tử này đó phú quý đẹp trai nhưng mà nó kỳ lắm, bỏ nó đi. Đánh thì người đánh không lại rồi, còn tiền thì sao? Trả lại đây. Trả đây đi. Không có tiền lấy gì trả? Được, ông có tiền cắt lỗ tai của nó trừ à. Phải đó. Thật là không ngờ Quốc Thanh Trịnh thành công lại có đứa con như vậy. Thật là tồi tệ. Con cháu đồ khó bây giờ. Cái gì vậy? Nè nói. Tiêu Bảo à, ngươi giúp đỡ ảnh đi. Giúp cái gì mà giúp? Mấy thằng đó nó mập như trâu, làm sao anh đánh lại? Không phải tôi kêu anh đánh lộn mà tôi kêu anh cho anh mượn tiền. 10.000 lượng á thì tôi có. Nhưng mà bây giờ cho nó mượn tiền nó chơi bời, tôi không chịu đâu. Nè nè, thôi đừng nói nhiều nữa, bây giờ cắt lỗ tai. Chúng nó sắp cắt lỗ tai của anh rồi kìa, anh coi như cho tôi mượn có được không? Cho cô mượn 1.000.000 cũng được nữa. Nhưng mà cô phải hứa với tôi là đây sắp tới cô không có theo thằng mắc dịch đó nữa. Cô phải ưng tôi á. Ngươi Ê, cái thằng họ Trịnh kia, muốn để lại cái lỗ tai heo á thì bò qua đây kêu tao bằng cha. Nể tình cha con á, tao cho mày mượn 10.000 để trả nợ. Bò qua đi. Mẹ rồi. Ê, được rồi. Bò qua đi. Lẹ đi. Tôi qua. Ê, mượn tiền á là phải bò chứ không được đi như vậy. Bò xuống. Bò đi. Bò. Tôi bò. Có gì đâu buồn. Ê, à. Ê, ô cô nương, ô cô nương, đứng lại. Nè, đừng có khóc nữa, cái hạng người đó khóc cũng vô ích à. Đừng có đi. Đừng đụng tới tôi. Cô coi còn dám đi theo cái thằng mắc dịch đó nữa không? Cô ham quen với mấy thằng lưu manh đó lắm hả? Tôi quen ai thì mắc mối gì tới người? Dù tôi có lấy heo lấy chó tôi cũng không lấy anh. Tôi với Tiểu Bảo này nếu kiếp này không cưới được cô làm vợ, tôi chặt cái đầu tôi xuống chùa đá chơi. Đúng lắm, tôi sẽ chống con mắt lên mà coi chừng nào anh trở thành con ma không đầu á. Sư phụ!
có sao không? Tôi không sợ. Ê, đừng vô đó, mất công làm sư phụ bận tâm. Đi theo tôi. Sư thái à, cô có sao không? Sư thái, con sao rồi? Ờ, nằm nghỉ đi. Đi. Sư phụ. Hỏi họ giùm ta, tại sao tới đây kiếm chuyện? Hả? Con bà nó, mày thiệt gan của mình là dám đánh mẹ tao à? Con giỡn à? Con giỡn hả? À? Nói. Ê, lại học thói cứng đầu hả? Được, để tao gọt mày thành từng miếng. Nè, còn tay chân mi đó ta sẽ cắt ra từng khúc cho ngươi trở thành một phiến tăng cùi luôn. Nói. À, đừng. Đừng đừng thì nói. Chúng tôi phụng mệnh của đại sư huynh Tang Nghị tới đây bắt sư thái. Bắt sư thái à? Bộ mày muốn đi bắt mắm mà? Nói mau lên. Sư huynh nói sư thái đã cấp cuốn tứ thập nhị chương kinh của chúng tôi. Chỗ này không nên ở lâu. Cô nương. Ê, có chuyện gì vậy công tử? Ô cô nương à, thật sự tôi đâu có đi kỹ viện, những người đã nhìn lầm thôi, tưởng tôi mà. Đi kỹ viện hay không, mắc mớ gì tới tôi? Đi đi. Thưa sư thái, hình như người bị thương rất nặng, có chuyện gì xảy ra vậy? Có một nhóm phiên tăng muốn giết sư phụ tôi. Xin sư thái yên tâm, tại hạ sẽ hết lòng giúp sư thái. Mỹ, mày đánh hay lắm hả? Sư phụ tôi Phùng Thích Phạm sắp tới rồi, nếu mà có ông tới đây, mọi chuyện sẽ êm xuôi hết. Nhất kiếm vô quyết Phùng Thích Phạm là sư phụ của ngươi à? Đúng rồi, xin sư thái cho phép tôi đưa người đi nha. Thôi được, ta hiểu ngươi rồi. Sư thái à, tên Trịnh Khắc Sản này đã muốn gần gũi ao á, đuổi nó đi đi. Sư thái. Sư thái à. Miệng của ngươi thật là thèo lẹo á. Ngươi cũng muốn gần gũi ta vậy? Nếu đuổi thì đuổi hết hai người một lượt. Ê, sư thái, sư thái, sư thái à, sư thái. Ê, đừng có nói nhiều nữa, đi kiếm thầy thuốc đi. Kiếm thầy thuốc cũng vô ích à, cái gì? Ngươi đưa cái gì cho sư phụ ta ăn đó? Thuốc tiết tâm lục thiền này rất là quý giá, Hoàng Thái Hậu cũng dùng nó để trị bệnh á. Wow, thuốc này đúng là tiên đơn à. Sư phụ. Ê, thằng rùa con dám chơi tao hả? Con bà nó. Sư thái, đi cẩn thận. Mời quý vị ngồi. Uống nước trà, nước lạnh nè. Nước trà. Cho tôi bình rượu thật ngon đi. Dạ. Ê, ngồi qua bên. Bụng cô nương nhìn thấy mì lặn cơm không có ngon à. Trịnh công tử à, ngồi đi. Cảm ơn. Con không được vô phép. Nó hèn lắm, không liêm sĩ. Nếu con không nể mặt sư phụ, con giết nó sớm lắm đó. Cô muốn giết tôi đâu có dễ. Tôi phải giữ lại tính mạng này để cưới cô làm vợ chứ. Ê, 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 ê.
在情在理，他心我心，不必争论也难问。为人为我，不必区分，一切事高，开心要紧。信缘信义，撇下半生，欢欣至满至近。自然入世，自己有自信，终此一生。